anh Trí tìm mọi cách để lúc nào cũng là người đầu tiên trồng giống nho mới. Cũng nhờ vậy, khu vườn này luôn có sức hút riêng đối với người tiêu dùng. Thay vì mua nho ngoại nhập, họ lại chọn mua ngay sản phẩm nho ở đây. Không chỉ đầu tư giống mới, mà kỹ thuật canh tác cũng liên tục điều chỉnh để trái nho nhìn đẹp mắt hơn, ăn thì ngon hơn. Chẳng hạn như việc phải bọc những chùm nho như thế này. Cũng phải là bao bì đồ thêm để cho nó cắt ánh nắng, để cho cái nho nó là giảm đi cái vị chát, rồi để cho khách và người tiêu dùng là ăn sẽ được là ngon miệng. Những vườn táo cũng vậy, người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền ra mua chỗ táo tươi này nếu đây là sản phẩm an toàn. Bà Sinh ăn ngay trái táo đang thu hoạch trong vườn của mình. Bà là một trong 25 nông hộ ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn chuyển sang trồng táo từ cách đây 10 tháng, sau khi liên kết với một doanh nghiệp trên địa bàn. Mỗi hộ nông dân được hỗ trợ chi phí ban đầu 43 triệu đồng, cùng với kỹ thuật canh tác an toàn. Toàn bộ sản lượng táo được doanh nghiệp thu mua. Hợp đồng có công ty, rồi có cấu kết với công ty rồi thì mình yên tâm hơn. Chứ còn nếu mà mình tự làm thì mình cũng sợ giá cả thị trường được. Ở thị trường trái cây trong nước, Ninh Thuận đóng góp chủ lực hai mặt hàng nho và táo, khoảng 28.000 tấn nho tươi và 30.000 tấn táo mỗi năm. Nhiều năm qua, chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân trồng nho và táo được định hình ở tỉnh Ninh Thuận. Có doanh nghiệp hiện nay đã xây dựng được chuỗi liên kết với quy mô 200 nông hộ, tiêu thụ sản lượng trên 100 tấn táo mỗi tháng. Có một cái chuỗi này thì mình có những cái chứng minh rằng là với khách hàng là mình có một cái nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng và sản phẩm của mình sản xuất theo một cái mô hình an toàn. Và quan trọng nhất là ổn định giá cả cho bà con nông dân để bà con yên tâm sản xuất. Mới đây, Hiệp hội Nho Táo Ninh Thuận tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tín dụng để nông dân đầu tư sản xuất theo hướng tạo dựng sản phẩm an toàn với quy trình canh tác Việt Gap, Global Gap, hữu cơ. Bởi thực tế trên thị trường trái cây hiện nay, người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền cao hơn để được ăn trái cây đúng thực chất là an toàn. Thông qua liên kết sản xuất để trái cây có được chất lượng và minh bạch chất lượng thì khi đó trái cây Việt mới được tiêu thụ mạnh. Và hơn nữa, có được giá bán tương xứng với mức đầu tư.